Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube Danny Phan. Và hôm nay bắt đầu một hành trình mới. Mình sẽ đưa các bạn đi tới một cái công viên giải trí lớn nhất thế giới, Disney World. Đi thôi. Cái hành trình chạy xe của mình sẽ là 17 tiếng từ Dallas đến Orlando, Florida, cho nên mình phải chạy rất là sớm. Mấy cái cây ở đây nhìn rất là ma mị ha. Mấy cái cây ôn đới này, nhìn thấy nó quéo 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 giống như trong phim ma ha. Cây ở đây có một lần mười mấy cái tổ chim luôn rồi, thấy chưa? Yên bình. Vì hành trình rất là dài cho nên mình sẽ dừng chân tại thành phố New Orleans, một thành phố rất là nguy hiểm. Hiện tại là 4 giờ sáng, tôi đang ở cái thành phố dạng y như là nguy hiểm bậc nhất của Mỹ. Toàn là dân chơi da màu không. 4 giờ sáng, đi lái xe giờ phải đi ra nhanh nhanh chứ không là độ dân chơi tới xin tiền. Cái hồn. Sau một quãng đường rất là dài thì cuối cùng mình cũng đã tới được Orlando, Florida. Welcome to Orlando. Ok, về đây là cái khách sạn mình ở, nó là Marriott Vacation Club. Là một cái nơi cực kỳ an toàn và sang trọng. Khách sạn này cách cái Disney World tầm 10 phút lái xe. Và đây là toàn bộ khuôn viên của khách sạn. Đây là toàn bộ khuôn viên của Disney World. Nó có tổng diện tích là 43 mile vuông, thì tính ra tầm 70 km vuông. Là công viên giải trí lớn nhất thế giới. Nó có tổng cộng là 5 khu. Đầu tiên là Disney's Animal Kingdom, Disney Springs, Epcot, Hollywood Studio, và cái cuối cùng là cái lớn nhất, Magic Kingdom. Và bây giờ cái park đầu tiên, Epcot. Đây là cổng đầu tiên, ngày đầu tiên quán sức đông. Cái đây là một trong những cái cổng mà thường thôi nha, chưa tới Magic Kingdom, chưa tới Magic Kingdom nữa chắc kinh khủng nữa. Lượng người thạch đổ vô đây quá kinh khủng. Đây là cái bản đồ của Epcot. Nó có tổng cộng là 20 cái chỗ để mình viếng thăm. Đặc biệt ở đây là nói về lịch sử và con người, với lại những cái nền văn hóa và kiến trúc của các nước trên thế giới. Nhìn vậy thôi cho bự lắm nha.
bự kinh khủng luôn. Thấy người rồi vô trong có chút xíu không? Không? Rất lớn. Quá sức lớn. Giờ bây giờ mình vô đây coi thử cái ở trong này là có cái gì nha. Coi cái lượng người mà xếp hàng đi vô trong cái quầy câu này này, không biết trong đó nó có cái gì mà nó đông khủng khiếp vậy. Từ từ. Vô tới nơi rồi. Vô trong là nó bắt bắt đeo khẩu trang. À, bây giờ chưa biết. Ồ, trèo lên xe. Ồ, phải trèo lên xe. Phải. Đã biệt. Nó cho mình lên cái tàu, xong rồi giờ nó kéo mình đi đâu đất biết, chắc là lên ở trên, lên trên mặt trăng. Ở trong cái trái quả cầu này, nếu mình lên trên chiếc cái tàu lửa, nó dắt mình đi vòng vòng ở trên cái cầu đó, nói về lịch sử loài người, với lại cha mình thấy điều gì mình ở mặt trăng mà mình nhìn xuống trái đất. Kinh khủng lắm. Lần đầu tiên thấy nó ghê gớm như vậy. Rất hay, rất đáng vô. Miễn phí nha, included á. Bây giờ phải xuống cái thuyền đã. Xuống cái thuyền đã để đi thăm. Khung cảnh quá tuyệt vời. Toàn bộ cây ở trong cái lồng kính lớn. Extra special stocking stuffer. Đẹp quá này. During Chinese New Year, these vibrant fruits are given as gifts of good fortune. And in this greenhouse, we're celebrating the holiday. Tiếp theo là do Ocean. Nemo and Friend. Nemo and Friend là cái phim hoạt hình về cái con cá. Thủy cung mình ngồi trên con ốc đã đi. Trải nghiệm ở trong đây cũng tuyệt vời, mà thuộc dạng như nó sử dụng mấy cái công nghệ mà mình không thể nào tưởng tượng được để nó làm gì biển á. Đây quá tuyệt. Nếu muốn trải nghiệm hết á, thì vô đã coi rất hợp lý, rất ý nghĩa. Đang một kèm chờ hơn. Đây là cung điện của nước Anh nè. Đó, đi ra. Tôi đang ở Pháp. Nha, ở Pháp. Coi kìa. Đây là Pháp.
cái restaurant, cái nhà hàng ở trong này đã ăn 2 tháng mà lấy được cái ghế ngồi ở trong cái nhà hàng. Đây là cái nhà hàng ở trong cái tòa lâu đài của người Đức. Sạn đây đặt cũng 2 tháng mấy trước, giờ mới vô được ăn cái khách sạn này. Thực sự không đơn giản, đặt ngay cái bàn ngon nhất luôn, ngay chỗ sân khấu luôn. Đó, chỗ đây nó sẽ có cái nhạc. Đồ ăn thì buffet. Chưa lên thử, đang coi mấy đứa nhóc vợ lên lấy đồ ăn trước. Chút xíu nữa lên coi thử đồ ăn nó ngon không. Nó phong cách là vua chúa của Đức á, cổ đại của Đức á. Công nhận tụi châu Âu nói về cầu kỳ thì họ nói không quá dữ. Thì cũng có mắc cho lắm. Đi lấy đồ ăn là phải bịt miệng. Bịt miệng lại. Ok. Nhạc Đức khá nghe chút. Hao đâu mà thấu ra tiếng này. Hao đâu mà thấu dữ vậy trời. Không, thấy hay coi không? Hao đâu mà thấu ra được vậy? Nào nó sản xuất ra cái coi nó cũng độc đáo á. Đâu thổi mà ra tiếng được cái coi này là thuộc dạng cũng không phải ngư. Đồ ăn rất ngon nha. Đồ của Đức cực kỳ ngon. Nhất là cái xá xị của Đức á. Được quá. Thầy cho uống xá xị rất nhiều mà lần đầu tiên thấy nó ngon như vậy. Quá ngon.
hay, nghe tuyệt vời luôn á. Lần đầu tiên nghe được cái loại âm nhạc chuông mà đánh mà nhuyễn như vậy, quá hay, hài lòng á. Đồ ăn ngon, nhà hàng đẹp, thưởng thức âm nhạc độc đáo, ngon, tuyệt vời, xứng đáng. Giá thì không có phải kinh khủng lắm, giá thì ok, nên có cơ hội thì nên tới đây ăn, nên tới đây ăn. Những cây tuyết mà đó. Tôi
Tôi yêu Trung Quốc. Tôi rất yêu Trung Quốc. Cổng trời. Cổng trời. Chắc Nhật luôn. À, Nhật. Cách chụp hình chung rất đàng hoàng. Yeah. Tiếp xúc với người Nhật rất đàng hoàng, chứ không có phải như ở trong phim phim ấy của Nhật đâu, nó khác. Phim ấy Nhật nó khác, còn ở ngoài đây thì nó khác hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ vô cái building cái chùa này. Rồi hơi tối chút xíu. New Year. So everyone in Japan gets into the spirit of Osho-natsu, enjoying the symbols of beautiful customs of the new year. Osho-gatsu is the time for reflection, for family and friends, and of course fun. It's a holiday much like Christmas. Phía bên trong ở ngoài thì rất là cổ kính nha. Còn ở bên trong là rất là hiện đại, nhưng mà vẫn là phong cách của Nhật. Cách của Nhật, mọi thứ rất là tươm tất, vuông vức, đẹp. Đi shop đây là bán đồ. Đồ đây thấy quen không? Gì ở trong gì GAV đồ gì hay mặc á, hay mấy đồ quen. Đồ đây cũng quen. Đây, quen hết. Rất là Nhật Bản. Đồ. Mấy cái đồ này quen bạo nữa. Đúng quen luôn. Chú trời chết. Mấy cái này thôi chứ coi phim hay thấy lắm. Chết. Em nào muốn nói anh tiếng nha. Mấy bộ đó gớm quen lắm. Khu đây là nhang của Nhật. Cực kỳ thơm. Một cái dĩa bằng sứ mà rất thơm. Không biết nó ép cái gì vô trong đá mà thơm lắm. Thơm lắm. Chắc phải làm hộp về nhà thử á. Thơm. Cái mặt nạ văn hóa của Nhật. Không xảy, không có lẫn ở đâu được. Đúng không? cái tiếng kêu nó cũng khác với lại cái chuông giá bình thường nữa. Gì vậy? Đấy là lấy cái chim đồ đủ thì thương quá em. Chơi nhà nhã chủ nhật. Cái đây nó làm bằng gì vậy ta? Mà ở trong nó bỏ trà chớ nước nóng vô. Mà nó làm bằng cái chất liệu gì á? Chất liệu gì á? Kỳ cục á. À, sứ cũng phải sứ mà nhựa cũng phải nhựa. Hay. Còn bộ đồ chơi của Nhật này. Bụng đau hả? Vậy thôi bỏ bánh lại. Bánh lại. Đồ chơi. Mấy cái này rất là nổi tiếng. Whisky của Nhật. Còn rượu đây, cho nữ, rượu gạo. Snow Beautiful. Mấy cái chai về không biết không? Dạng rượu truyền thống hả? Đây được gọi là sự tỉ mỉ của người Nhật. Thêm đường. Cái thanh trì nó ngon không? Samurai. Samurai. Cái đây mà buổi sáng chắc đẹp á. Tại vì mình vô buổi tối. Ôi, uổng quá. Uổng cái là tới Nhật buổi tối. Thank you.
Đi từ sáng tới giờ, bây giờ người ta đóng cửa rồi mà vẫn chưa hết được một nửa của cái công viên này. Cái công viên này phải 2 ngày mới hết. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Coi nè, thấy vậy á nha. Ta hơn tòa nhà 20 tầng cả. Ok, mọi thông tin về giá vé hay là cách mua vé là mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Thank you.